Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn bí hồ lô của mình nha các bạn. Thì nay là vườn bí của mình á, là nay nó được là trên hai mấy ngày rồi. Và mình cũng đã là tiến hành á, là mình cắt đọt cho nó nha, để nó lấy chèo nha các bạn. Thì đẹp, bây giờ mình sẽ đứng dậy mình quay cho các bạn xem ha. Thì trước đó là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cách chọn giống cũng như là cái kích thước của bí hồ lô các bạn, cũng như là khoảng cách trồng á. Thì các bạn có thể là xem lại những cái video trước của mình ha, để chia sẻ cho bạn rất là kỹ luôn. Thì cái khoảng cách trồng thì mình cũng xin chia sẻ lại ha. Thì ở đây là mình trồng là 5 đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn. Đây đây các bạn nè. Và cái giá thể là mình trồng là cái sơ dừa nha. Và trước đó thì mình không có bón lót, thì mình bón theo cái định kỳ nha các bạn. Thì bón phân thì nó có hai dạng, một dạng là bón là mình sẽ bón lót và đến cái ngày bón thúc thì mình sẽ bón thúc luôn. Hai là mình sẽ bón theo cái định kỳ, là khoảng một tuần lễ là mình sẽ bón cho bí một lần nha các bạn. Bí của mình nó đã bắt đầu là nó lấy được chèo rồi nha mọi người ha. Đây đây là những cái chèo của nó nè, đây là chèo bí nè. Đó. Mọi người có thể xem sơ qua cái vườn bí của mình ha. Và các bạn có câu hỏi nào thì các bạn hãy bình luận trong kênh của mình để mình rep câu hỏi cho các bạn ha. Thì trồng bí này thì cơ bản thì nó cũng dễ thôi các bạn. Nó chủ yếu là nó bị thung đọt nè, rồi cũng như là nó bị ảnh hưởng từ bọ trĩ các bạn. Đây nè, đây có con cây nó bị quéo đầu luôn nè, không phát triển nổi luôn. Nhưng mà ít thì mình không có xịt nó nữa các bạn, tốn tiền. Các bạn mình sẽ, khi nào mà nó bị nhiều thì mình mới bắt đầu là mình xịt nó. Đây nó đã ra những cái chèo nha mọi người ha, chèo bí nè. Đó. Còn đoạn chính của nó là mình đã tiến hành là mình cắt rồi. Ở đây thì mình trải thêm một số lớp rơm các bạn, khi mà cho nó bò ra các bạn thì mà nó có ra trái thì nó cũng sạch các bạn, nó không, trái của mình nó không có bị ảnh hưởng. Đây các bạn xem ha. Mà bạn trồng bí bạn chú ý là mình nên đi chỉnh dây ha, chỉnh dây cho nó. Còn ít bữa nữa mà nó ra bông các bạn, mình nên đi thụ phấn cho nó luôn ha. Thì cái thời gian mà thụ phấn tốt nhất là từ 8 đến 10 giờ sáng là mình nên đi thụ phấn đi, cho trái nó ra nó đẹp. Bạn mà để tự nhiên trái nó ra nó không có đẹp đâu, với lại cái khả năng rụng nó cao. Còn mình đi tự thụ phấn cho nó thì nó sẽ tốt hơn. Với lại mình khi mà nó ra những cái bông cái các bạn, thì các bạn nên dạch nó ra, dán nó ra vậy nè, không cho nó quang hợp nó được tốt hơn. Tại vì bạn tránh để cho nó bò chồng chéo mà lên nhau, cho nó bò mà chồng chéo là nó rụng bơ trái dữ lắm. Đây thì mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn về thuốc trị bệnh thì mình cũng có chia sẻ. Ví dụ như bệnh sương mai thì mình có thể là sử dụng là Max Hero, hoặc có thể là sử dụng là Cariotop nha các bạn. Và liên thuốc là mình có để ở dưới đường mô tả luôn. Bạn nào muốn mua thì bấm vào mua thôi, mua tại là Shopee nha các bạn. Đây các bạn xem bí của mình ha. Thì giống này là giống Hưng Nông 368 ha. Thời gian thu hoạch là 70 ngày. Tại giống này thì mình trồng thử thôi. Trước đó thì mình chỉ trồng những giống như là đồng tiền vàng, rồi giống châu vàng các bạn. Nó năng suất lắm. Thì một dây như vậy thì mình cứ ra bao nhiêu chèo thì mình lấy là bấy nhiêu trái nha. Mà thông thường là mình để từ 3 đến 4 chèo thôi. 4 chèo là nhiều nha các bạn ha. Nếu như là các bạn trồng thưa, từ 6 tấc cho một gốc là cho một dây các bạn, thì mình lấy sẽ được là 4 trái ha. Còn mà lấy 3 chèo thì mình chỉ lấy được 3 trái thôi. Và cái khoảng cách là khoảng đâu là 5 tấc thôi, tầm đó. Ở đây cái mô hình này là mình trồng là nó cũng chưa có chuẩn mấy các bạn, tại vì đất mình ít á. Đúng ra là cái mô hình này là mình trồng nó phải thưa ra một tí, là có nghĩa là bây giờ là mét cái clip kích clip các bạn là nó phải từ là 3m đến 3,5m cho một clip. Ở đây là mình trồng nó hơi gần á, là do mình cũng không có đất nhiều các bạn, thành ra là mình trồng nó cho nó gần lại.
như bên đây nè, mình cho bên đây nè, cho nó bò thẳng ở đây, còn đây thì cho nó bò thẳng vô kia, nó bò lại mai mốt á là nó quang hợp nó cũng hơi bị khó, nhưng mà mình sẽ có cách. Nó đi riêng mình thì mình có cách nha các bạn ha. Thì tới đó thì mình sẽ quay video clip mình chia sẻ cho các bạn về những cái cách mà mình làm khi mà mình trồng bí cho mà không có đất nha các bạn. Tại vì cái giống bí này nó bò ghê lắm, chứ không phải là nó ít bò đâu. Các bạn xem những cái kênh khác á thì các bạn cũng có thể biết. Nhưng mà mình trồng gần nhưng mà mình vẫn chia sẻ cho các bạn là với cái cách là nó đúng nha. Là có nghĩa là mình trồng là gốc cách gốc là từ 5 đến 6 tấc ha. Và clip cách clip là khoảng là 3 m đến 3 m rưỡi. Đây các bạn, đây là cái đám bí khác của mình nha các bạn ha. Nó các bạn xem cho vui. Thì ở đây mình biết những người bạn mà xem kênh của mình thì cũng có rất là nhiều anh chị cô chú là trồng bí rất rất là giỏi rồi. Mọi người chỉ xem tham khảo thôi. Ở đây thì mình cũng trồng được vài đợt rồi. Trước thì trồng giống đồng tiền vàng, sau trồng giống trâu vàng, đợt này thì trồng giống Hưng Nông. Cái giống Hưng Nông này nó không có kháng bệnh bằng những cái giống trước các bạn. Đây mọi người xem vườn bí ha. Mình thì cũng quay cho các bạn xem tổng quan rồi, trồng nhiều lắm. Còn cái đám bí mà trồng ở bên bển là mình đang test thử luôn á, mình cho nó bò tối đa luôn, không có xịt phòng thì nó cỡ coi nó bệnh cỡ nào rồi mình mới sử dụng thuốc á, rồi mình xử lý nó. Để các bạn nè, cái đám này mình chưa có bấm đọt kịp nữa nè, không có thời gian luôn, chắc chiều nay mình phải tiến hành mình cắt đọt cho nó. Đọt bí các bạn mình vẫn bán được nha. Mình bán lâu là khoảng đâu 20.000 cho cái giá bán lẻ nha các bạn, còn cái giá bán sỉ là 15.000 á, nhưng cũng không có rẻ đâu. Mình có thể mình kết hợp ha, mình cắt đọt mình bán nha các bạn. Thì đối với bí này thì mình sẽ cắt đọt và hai lần, cái lần thứ nhất là tầm khoảng hai mấy ngày ha, là mình có thể mình cắt để cho nó lấy những cái chèo mà chính á, nó lấy những cái chèo phụ á, rồi khi mà bí của mình mà nó ra tầm khoảng đâu là 100g đến 200g đó thì mình sẽ tiến hành mình cắt đọt cái lần thứ hai cho nó, để cho nó nuôi trái nha các bạn. Nếu như bạn không cắt mà bạn để cho nó trường bò thì cái trái bí của mình nó ốm yếu, nó không có được tốt nha. Đó thì cái này chia sẻ cho bạn vậy nha. Hãy xem sơ cái vườn của mình nha mọi người. Đây. Rồi thì video quay tới đây thôi nha mọi người ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình về chủ đề là trồng bí ha.